xin chào các bạn, mình đang đi solo Tama. Rồi hình như là hai bạn kia treo luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, cái khu gì mà nó nghèo nàn dã man thật. 36 đội, 36 ô. Ui, đây có cái bí kíp trùng cho mình xin nha. Rồi, cường hóa trang bị sơ, thú cưỡi, túi sơ và có bí kíp trùng. Ok, thế là quẩy được rồi nha các bạn. Này đi cũng hơi khó tại vì team 3. Rồi, một team đã ra đi. Trời ơi, farm quái quá trời luôn, không rớt cái gì. Rồi, thêm vài team nữa rồi các bạn ơi, rớt 3 đội nữa. Ui, cường hóa trang bị trung, không ai nhặt mình xin nha. Ok, đi quẩy. Đủ đồ rồi thì đi quẩy em ơi, thấy trong đỏ rồi. Côn lôn nè. Chết đi nè, côn lôn, chết đi nè. Ui, đèo hoa, có ai qua đây không, có ai qua đây không? Căng nha, thiếu đam các bạn ơi, bị thiếu phục mà thạch, do đó không có giết được cung lôn. Các bạn đợi mình hồi combo nha. Ok, bây giờ hồi combo rồi, tiếp tục quay sang vấn đề dạ. Bum, ôi không chết. Bum, ôi. Ủa đào hoa nó bắn đau kìa. Căng quá, kiếm quái các bạn ơi, không có quái là tiêu nha. Chết rồi, không có quái rồi, không có quái rồi. Úi mẹ Nga Mi ơi, tôi tha cho em chị Nga Mi. Rồi, thủ lĩnh có người ăn luôn, nhanh thật. Ở trên thấy cái bí kíp. Ôi, chạy, tim treo các bạn ạ, tim treo. Ôi, sao căng vậy ta. Đây, đây, có quái rồi. Mừng quá. Ôi, hồi được tí máu ta. Phải đi kiếm phục ma thạch mới đủ đam chơi các bạn ạ. Thôi lỡ gần chết là giết luôn. Rồi nha, thủ lĩnh là có tim ăn rồi nha. Bây giờ là phải cẩn thận kiếm phục ma thạch. Ôi được. Thiên nhẫn. Dương môn. Quốc con dương môn các bạn ạ. Đây nè, thiên nhẫn bắt mình, chạy, loạn. Team 3 mình rỉa được ai mình sẽ rỉa người đó. Ui, hay có Nga Mi dưới kìa. Rồi thủ lĩnh bên kia nha, không biết có team nào qua không. À, được không? Nhảy nè, hai bạn chắc không có gì tại vì có thứ cao các bạn ạ. Ô, đừng cẩn thân nữa, thơm đấy. Lúc nãy ở đây có một con quái. Chỗ gạt treo kia vẫn còn sống luôn, ghê thật. Đấy, tiêu gia vừa chạy ngang nha. Rồi, thủ lĩnh bị ăn luôn. Căng, hai thủ lĩnh bị ăn rồi. Bao nhiêu viên đá hồi sinh đây. Rồi, lũng lỗ quá trời luôn. Hình như là mình đã đủ đồ chơi. Bây giờ chỉ có... Ô, đây, có Thiếu Lâm, Nó Thiếu Lâm nè. Chạy đâu bạn ơi. Ngồi ăn viên máu trước đã, không cho Thiếu Lâm luôn. Giết luôn. Mình có máu mà sợ gì. Chạy đâu con sâu. Chết đi, ôi, giá vậy. Ôi sao chạy thẳng không chạy là chạy lạng ta. Ok, được nhờ viên máu mới đánh Thiếu Lâm, không bị mất máu đó chứ. Ngoài máu ra cho thêm cái kháng hay cái gì đi. Nãy giờ chưa có thuộc phục ma thạch luôn nữa chứ. Đây nè. Đúng rồi, bùm. Kinh công tàn hình. Mình lẹ lắm các bạn ơi. Trời ơi, tiêu dao con luôn, còn tàn kiếm nữa. Ôi, bá đao nữa. Hồi nè. Ảo tượng xa quá. Ôi, thiên nhẫn. Mấy anh chị bớt giỡn với em nha. Ôi, chết cha, lắc ẩn thân này các bạn ạ. Xài cái ẩn thân hơi phí phí. Chết rồi, kim quái. Đây có thiên nhẫn khu 16, chúng ta có thiên nhẫn và có quái rồi. Chứ hồi nãy xài cái ẩn thân hơi bị phí quá, phí phạm quá. Hello mấy bạn, mình xin vô ảo tượng nha, đừng có ai vào nha. Và xin vài viên đá hồi sinh nha các bạn ơi, tại còn nhiều tim quá trời luôn. Quá trời tim. Ui, mất máu, rất là đau, ố lên ngựa chạy. Đá hồi sinh, một viên ẩn thân, đá hồi sinh, tấn công sơ, có tấn công chung đây các bạn ạ. Rồi chạy ra. Ơi, ấn nhầm rồi, từ từ, bình tĩnh nha, ẩn thân cái nha. Ok, bây giờ là có 2 viên đá hồi sinh để chơi. Bỏ cái này đi. Hồi máu cái đã. Chạy, chắc chắn các bạn kia sẽ quay về thủ lĩnh. Đó, biết ngay mà, có bạn cái bên đây nè. Phải gì chưa rõ, búp lên cái đã. Nga mi, chết đi. Còn chừng ca nha. Ui, có thiên nhẫn tàng hình. Lên ngựa. Ok, ôi trời ơi, quá trời luôn. Mình phải phá nha các bạn ơi. Chưa, boss của chúng ta vẫn còn máu rất nhiều. Cho các bạn đánh nhau đi. Bây giờ các bạn cứ đánh nhau đi. Một team ra đi. Boss thì còn khoảng 10 giây nữa là sẽ mất nha các bạn. Chúng ta sẽ canh. 10 giây nữa boss sẽ mất. Và mình sẽ cắn áo các bạn ấy. Ok. Đây nè. Rồi có một bạn tàng hình. Mất cái tàng hình. Máu cũng mất khá. Thiếu Lâm mất máu. Biết là có được cung lôn hầu hay không. Boss ở khu 34. Cái tim thiếu lâm cái bàn, ui Thiên Nhẫn vẫn còn nha, vẫn còn một bạn Thiên Nhẫn. Đi nhầm, trời ơi, đi mà không coi chết cha rồi, căng vậy mấy bạn. Trời, trời ơi, ôi không giết ai luôn, thôi từ từ bỏ. Rồi thêm viên đá hồi sinh nữa, trời ơi cái tim này nó bắn ra vậy. Trời, 2 viên đá hồi sinh của tôi. Một cái là chạy ngu. Căng quá, căng quá. Trời ơi, ngu quá, mất 2 viên đá hồi sinh luôn. Bị kiếp nè, kim sáng dược, kim sáng dược. Mình nghĩ là mình không nên đổi Thiên Nhẫn các bạn ơi, tại vì còn quá nhiều team mà chúng ta chơi Thiên Nhẫn thì không hay ho một chút nào. Cái gì cao vậy? Trang bị cao. Ui Thiên Nhẫn quá trời luôn. Đấy, cái tim của tụi nó kìa, cái bang kìa. Ôi không cho tôi cản thân nào vậy, xin mấy cản thân thài chơi anh em ơi. Tụi đông vậy, 9 tim. À, sorry đi nhầm rồi, té nha, té nha, té nha. Căng quá, căng quá. Thiên Sơn ở đây. Ảo tưởng, ảo tưởng mới. Chết. Khu này. Rồi bạn ấy chết chắc rồi. Cùng luôn nha mi. Bỏ nhà, không quánh nha. Các bạn ấy đang rượt mình nha. Ui Thiên Nhẫn mẫu tượng kìa. Chuẩn bị lặn nha các bạn. Ý trên không được rồi, lên trên hồi máu. Đó. 30, 29 nhớ khu để chúng ta phán đoán tình hình. Chưa có anh tiêu chưa vào được các bạn ạ. Rồi, có chiều cuối rồi, ok. Cùng luôn. Ôi. Chúng nó thật là hung dữ thôi, té. Ủa, nó có bá đao, nó bảo kê, nó căng quá. Đấy. Ok, cảm ơn bạn Thiên Nhẫn. Rồi, thêm cái ăn thân nữa. À, được. Đây nè. Nga Mi chạy đâu, Nga Mi ơi, ẩn thân đã. Ảo tượng đã bị đóng. Đây, bá đao, cung lôn, chờ tôi hồi chiêu đi, bên đó đóng rồi. 11 giây nữa nha, hai bạn này đang nấp ở đây làm gì đây? Bắt cung lôn trước. Ồ, có Thiên Nhẫn rồi, ok. Mình sẽ để cho Thiên Nhẫn làm việc, căng thần. Giết cung lôn. Chết đi một bạn cung lôn. Còn võ đen đang ở trên khu 23 chuẩn bị đóng. 23 là ở trên nha, chuẩn bị là đây nè Thiên Nhẫn. Thiên nhẫn tàng hình rồi các bạn ạ. Như vậy là còn thiên nhẫn võ đen. Rồi ảo tượng, ảo tượng mất các bạn ạ. 23 chưa đóng ta. Một chấm đỏ. Một chấm đỏ ở đây. Cái bàn lên trên thiên nhẫn vẫn còn sống nha. Trời ơi căng đấy. Đây đây, vỏ đen kìa. Vỏ đen đánh rất là đau. Như vậy mình xác định được còn thiên nhẫn, vỏ đen và một môn phái gì đó. Ơi rớt một tim rồi các bạn ạ. Như vậy là vừa đánh nhau ở trên. Trên khu 24 có đánh nhau rớt một tim rồi, bây giờ còn một tim nữa. 2 tim. Ê, Thiên Sơn mẹ ơi. Thiên Sơn nè. Thiên Sơn. Trời ơi, khu này khu độc. Cẩn thận. Quái. Cần mấy con quái hồi máu. Ôi, căng thật chứ. Thiên Sơn tàng hình rồi. Hình nhờ có bình máu nó cứu mạng. Trời ơi, không thôi là tiêu rồi. Hết quái rồi, bây giờ hết quái rồi. Để coi Thiên Sơn, Thiên Vương, Vạn Hoa. Khu nào? Nếu như mình có thể giết được con Thiên Vương trước thì mình có thể đổi sang Vạn Hoa các bạn ạ. Ở khu này lại đóng nữa. Cắn vậy. Từ nha, kiếm đồ cái nha, từ từ. Đây có chạy nhanh, có kháng, có máu. Ở đây có vỏ đen, ok. Nếu như mà bạn ấy chơi Thiên Sơn, mình có thể đổi vỏ đen cũng được. Mình sẽ chặn đầu ở đây nha các bạn. Tại vì các bạn kia sẽ di chuyển về bên này nè. Chuẩn bị là đóng chuyển ô đây cái bang. Wow, Thiên Vương đã đổi về cái bang. Cái bang nha, và có một viên hồi máu ở đây. Thì khi có quái ra thì chắc chắn là mình sẽ hành được cái bang này. Nhưng vấn đề còn Thiên Sơn thì ở đây vẫn còn có vỏ đen. Thì không biết sẽ như thế nào. Đó, ảo tượng kìa, dám ra mở không? Cái phái còn lại ơi. Gì ba. À, như vậy chỉ còn mình với bạn cái bang thôi các bạn ạ. Ok. Như vậy thì rất là dễ xử lý trong cái tình huống này rồi. Thật. Hồi máu nha. Cái bang búp tí điệp rồi, bây giờ cái bang đang cũng cần hồi máu, cái bang muốn đổi vó đen. Ok thôi, mình không cho bạn ấy đổi. Hình như là cái bang cũng búp tí điệp và các bạn, cái bang đang đi sau lưng của mình. Đúng rồi, cái bang giọng cái lông chiến. Đây. Hết tí điệp đi, lướt nè. Dậm nè. Ôi, kinh công được, hay quá. Hay quá. Ôi sao dòng này không có quái ta? Căng nha, nãy là dậm hụt cái là thấy fail rồi đó. Từ từ, bình tĩnh các bạn, bình tĩnh. Ồ nó né kìa. Ôi không thể tin được. Win, trời ơi, không ngờ là mình có thể win được trận này luôn, phải nói căng thẳng cực kỳ. Xài phí 2 viên hồi sinh, nhưng mà sau đó gỡ gạc lại các bạn ạ. Rồi, trận tâm ma của mình đến đây là hết. Thì nếu cảm thấy thích video này, các bạn hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.